Chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube của Bơm Cát Thằng Tê nha các bạn. Đây thì hôm nay mình bơm cái nền nhà đây, mới vừa bơm. Nền nhà này cũng nhỏ nè. Ống này 1.8 nha các bạn. Bộ cành nhà mình phá ống 1.8 luôn. Rồi lên nước rồi. Được được, lên cũng được rồi. Rồi có gì điện, nhóm từ đây có gì từ điện. Ở phía sau này cũng khá là sâu nè. Lên không đi lên mà gắn thùng không vậy đó. Để mình đi xuống mình quay ở ngoài cho bạn xem. Ở ngoài này cũng mấy mấy nha, sâu khoảng mấy. Ở phía sau này cũng khá là sâu mà ở trước nó cả. Mấy cái lỗ ở trên giờ nước nó chảy nè. Nãy giờ khá là lâu mà cát vẫn chưa lên tới đâu. Ống này khá là xa nha, 168 nhưng mà đường này nó xa khoảng cây 86 nè. Bơm đường sang này cát to là bơm cũng hơi đuối. Thank you.
bơm thân trước nè. Nãy giờ mình trực phía sau là còn ống nữa là tới ở sau hậu luôn à. Phía trước đã đầy để dung lên nè, chắc này sạch để dung cho nhà không lấy xây luôn.
mình đã bơm đầy toàn bộ cái nền luôn rồi nè. Để dung lên cho chủ nhà lấy cát không sợ luôn, cát này quá đẹp, vàng nè. Vậy thôi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn.